Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay ở trên kênh YouTube của mình tiếp tục gửi đến các bạn video clip để review về cái thông số ngoại hình và cũng như cái nội thất bên trong của cái dòng loa súp Bose Acoustimax AM3. Thì đây là dòng AM3 Series 4 nha các bạn. Đó thì các bạn có thể thấy đây là cái phần mặt trước của nó ha. Chiều cao này nọ nó không khác gì những cái dòng như là AM7 hoặc là AM5 vân vân nhé các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xoay nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ bắt đầu xoay để giới thiệu với các bạn về cái ngoại hình cũng như kích thước của nó ha. Thì cái con này thì nó giống như những con khác về cái chiều cao, chiều ngang của nó thì giống như những con AM5 hoặc AM7 các bạn ha. Chiều cao của nó là vào khoảng là 35 rưỡi các bạn ha. Rồi chiều rộng các bạn. Chiều rộng của nó, chiều ngang của nó là khoảng 19 cm ha, 19 cm các bạn. Rồi thì chiều sâu của nó ha, chiều sâu của nó đây là dòng AM4, AM3. Cho nên nó chỉ có một bát thôi thì chiều sâu nó khoảng là 32 cm nha các bạn. Đó. Rồi thì mình sẽ cho các bạn xem về ngoại hình luôn ha. Thì con này về thì cũng khá là đẹp bạn ha. Thì về đầu tiên đi, đầu tiên về phần mặt trước của nó bạn ha, phần mặt trước đó thì bạn thể thấy ha. Đây logo Bose còn rất là đẹp chứ không phải bị ngã vàng hoặc cái này nọ như những cái dòng mà nó hàng bãi cũ kỹ các bạn ha. Thì mặt trước của nó rất là đẹp, phần da này không có bị trầy ha, chỉ có phần nhựa này nó bị cấn tí xíu thế này đó, các bạn thể thấy ha, nó bị cấn phần nhựa xíu do vận chuyển, còn lại tất cả phần nhựa và phần da đều còn rất là đẹp. Rồi thì mặt bên hông này thì đẹp nhé các bạn. Đó mặt bên hông thì ok. Đó mình lấy nét vào đó, bên hông thì còn rất là đẹp. Cặp này không có bị, cái loa này không bị bể nở gì hết nhé các bạn. Đó phía sau ha, nói chung là rất là cứng cáp. Rồi thì tí thông số mình sẽ review sau. Phía cạnh bên này thì nó có một cái vết chạy ở đây các bạn ha, nhưng mà không đáng kể gì cả, chạy ở đây. Rồi thì phần mặt trên thì đây các bạn, mặt trên thì khá là đẹp đó, khá là đẹp. Có một cái điểm chỗ này ha, mình quay kỹ luôn. Điểm này thì nó bị cấn ha, bị cấn nhưng mà cái da của nó là da liền, nghĩa là từ đây cái da là nó liền qua bên này luôn chứ không phải là một cái da mà nó dán cái mặt này rồi xong mà nó lấy một miếng khác nó dán mặt này. Đây là một cái da liền lên cho nên khi mà nó bị cấn các bạn thể thấy ha, nó vẫn là dính một trong một miếng da thì không đáng kể, nghĩa là không có dính nước, không có bể nở gì cả. Đó về góc cạnh các bạn ha, góc cạnh mặt phía sau ha, góc cạnh mặt phía trước các bạn. Phía sau thì nó bắt con ốc này nó bắt vào cái thùng ha, còn phía trước các bạn ha, phía trước thì nó chắc là dán keo các bạn ha, có vẻ là dán keo ha. Mình chưa bao giờ mở cái phần mắt phía trước ra nhưng mà không có cái dấu hiệu gì để chúng ta mở ra các bạn. Nếu mà mở ra chúng ta phải lấy dầu ta nại ha, nại ra. Ở đây nó dán keo các bạn đó, nên khi cái súp này rất là dễ biết ha. Bạn nào mua những cái súp mà dạng Acoustimax này mà thấy những cái phần này mà nó xấu xấu hoặc là nó bị cạy, có cái vết cạy các bạn, thì chắc chắn là nó đã tháo bên trong rồi. Thì đó ví dụ mình sẽ cho bạn xem những cái đường này nó còn rất là đẹp đó. Thì đó chỉ có cách là tháo ra rồi dán keo lại thôi nhé các bạn. Đó rồi thì đó là về phần ngoại hình các bạn. Thì mình sẽ đi nhanh vô cái phần thông số ha, và sau đó thì mình sẽ thử tháo cái nắp phía sau ra để xem coi nó như thế nào nha các bạn. Rồi rồi thì phần cọc lo của nó thì y chang những dòng khác mình giới thiệu khá là nhiều các bạn. Thì ha, đây là phần input ha, tín hiệu đầu vào của chúng ta, mình ta sẽ từ âm ly kênh kênh phải, âm ly của kênh trái ha. Và trong đây nó sẽ có một cái mạch phân tầng, thì tí mình sẽ tháo ra để giới thiệu các bạn. Thì cái mạch phân tầng sau đó nó sẽ cho hai sợi dây nó đi vô cái loa bass và cái tín hiệu từ đây nó sẽ đi ra cube ha. Nó ghi là đây là input nè bạn, từ âm ly receiver cắm vô đây, còn ghi đây là output là đường ra nè, to cube speaker nè. Thì với dòng AM4 này chúng ta có thể che tốt tất cả cái dòng cube của vô nha các bạn. Đó cube Redline, Cube, Sergi3, Cube, Jewel các bạn, rất là tốt. Tại vì mạch phân tầng của nó bên trong là nó cắt cái tiếng bass rất là sạch sẽ và nó cho ra cái phần chung phần chép để rất là hay ra Cube và vừa bảo vệ lo Cube luôn. Chúng ta có thể chơi tất cả các dòng Cube, ngay cả những dòng Cube của 321 vân vân các bạn. Hoặc chúng ta ghép chung với 101, 161 vân vân các bạn. Đó để tăng cường bass, hoặc có thể chúng ta ghép không đi karaoke chúng ta ghép thêm một cái súp hơi này để bổ sung cái phần bass, chúng ta không cần gắn cube, tới khi chúng ta cần gắn cube chúng ta chỉ cần bỏ vào hai kênh này chúng ta ra được lo cube các bạn. Đó là một cái hay của cái dòng súp này ha. Đó ok thì về thông số của nó ha, thì mình giới thiệu nhanh Bose Acoustimax
3 series 4 speaker xung tâm nè. Ở đây là cũng là một cái đoạn rất là quen thuộc, kêu refer vào cuốn sách hướng dẫn để cho cách cài đặt và hoạt động đúng trình tự ha. Và nói là những cái mà dây nhợ mà không đúng nó có thể gây là tổn hại các bạn và giảm hiệu suất đó. Rồi thì phần này nó ghi là thích hợp với amply hoặc receiver công suất từ 10 tới 100W một kênh nha các bạn. Đó, trở kháng từ 480 ohm. Đây nó nói là thích hợp với cái amply có thông số như thế này, chứ nó không có nói là cái lo này thông số như thế này được nha các bạn. Nhưng mà amply với thông số thế này là đánh tốt lo này đó. Rồi thì ghi đây là 1990 Bose Corporation, những cái thông tin khác của hãng Bose các bạn. Đó đó, đây là dòng này thiết kế tại USA và sản xuất tại Mexico các bạn. Đó, rồi những thông tin khác của hãng Bose. Rồi ok, thì đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo các bạn, tháo ốc vít ra ha, thì để coi bên trong nó như thế nào. Ok các bạn, thì mình đã tháo ra 1 2 4 6 con ốc vít các bạn ha, 6 ốc vít này ra để mở cái nắp phía sau các bạn ha. Thì đây là nó xài cái loại ốc vít dài ha, để nó nối từ cái cạnh phía này xuống ra cạnh này các bạn ha. Thì cái đầu ốc vít này chúng ta thể thấy là nếu mà bạn nào thường thấy trên các dòng như Bo 301 hoặc một số dòng 101 các bạn ha, nó xài cái dạng ốc vít đặc trưng của hãng Bo ha. Ví dụ như Bo nó đặt hàng cái dòng ốc vít này ha, thì nó sử dụng trên hầu hết những cái sản phẩm các model của mình đó các bạn. Ok ha, thì đầu tiên thì mình tháo cái nắp nó ra thì như thế này các bạn ha. Cái nắp phía sau nó thì nó thuộc dạng gồ ghề các bạn, giống như ma trận gồ ghề thế này ha. Thì mục đích của nó là chịu lực các bạn ha, chịu lực, và cũng như nó có tác dụng là tán âm tiêu âm nha các bạn. Đó thì đây là những ốc vít bắt qua đây nè các bạn ha. Phía sau đây là chúng ta là cái cọc lo này ha, cọc lo phía sau nè đó. Thì rồi ok, thì tháo ra thì cái phần đẹp nhất, phần đẹp nhất là đây các bạn, cái mặt phân tầng của nó. Thì đầu tiên là cái miếng vĩ mạch của nó ha, miếng vĩ mạch của nó rất là mới ha, còn rất là mới ha, chân linh kiện còn sáng bóng nè các bạn ha. Phía sau nó có in cái logo Spol nè các bạn ha, mình có hai bóng đèn, phía dưới hai bóng đèn nó có một cái tấm miếng giấy bạc nữa để nó lót nữa đó, rất là kỹ. Là những cái thông số mình in cho cái mặt in các bạn ha, rất là sắc nét ha, chứ không phải giống như một số mặt in ở trên những cái amply hoặc này nọ của Trung Quốc đâu. Rồi cọc lo nè các bạn, đó cọc lo của nó còn sáng bóng ha, cái nếp quấn tròn phải nói là rất là đẹp luôn. Rồi đó thì tổng thể nè các bạn. Rồi ha, thì tiếp theo mình quay chi tiết về cái phần cuộn dây. Các bạn nhìn cuộn dây nè ha, cuộn tụ ha, tụ của nó là tụ Nichicon các bạn ha, Nichicon ha, những cái tụ mà rất nổi tiếng trong 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 cái ngành audio các bạn đó. Các bạn xem cuộn dây của nè bạn ha, từ cái sợi dây ha, cái độ bóng, những cái thành phần như thế này cấu thành ha, nhìn nó rất là đẹp, rất là chi tiết luôn. À, cái lớp keo nó đổ lên còn rất là mới các bạn ha, có một số dòng nó về nó cũ, mình thấy cái lớp keo là lâu ngày nó ngã cái màu đậm mà đậm dạng như nâu đậm luôn bạn đó, nhưng mà cái lớp keo nó còn rất là mới nè, bạn thấy không đó, do dòng series 4 nó cũng còn khá là mới nha các bạn. Đó đây là con điện trở ha, những con tủ khác đó các bạn. Đó nói chung một cái mặt phân tầng quá là đẹp, còn rất là mới đó. Thì đây ha, thì tín hiệu của mình là một cái đó là nó xử lý bên trong mà nó cho ra cái lo cube đâu đâu đó đâu đây nè bạn đó ha. Nhưng mà còn cái dây này thì cho vào cái bass, các bạn xem ha, cái dây vào lo bass là nó hai dây, nghe tín hiệu chúng ta vào bên trái và vào bên phải các bạn ha. Thì cả hai kênh trái phải đây nè, hai kênh trái phải của nó các bạn ha, thì cái tiếng bass đi vào cái sub các bạn là đi hai dây luôn, các bạn thấy không, đây là một dây nè đi vào hai cọc lo này, vào dây này đi vào hai cọc lo bên trên. Thông thường với những cái loa bass hoặc là sub bình thường bạn thì một củ lo của chúng ta nó chỉ cho vào là một cái đường đầu vào thôi đó. Như vậy thì thấy tất cả những dòng lo mà mình tháo ra thường thì một củ lo này chỉ có hai cọc đỏ hoặc đen đường vào lo thôi, nhưng mà cái củ sub này á là nó tới hai đầu vào lận ha, một đầu bên này và một đầu bên này. Có nghĩa là khi chúng ta đánh cái tín hiệu mà trái phải bạn, hay là đánh tín hiệu mà nhạc của chúng ta là left right á, trái phải á, thì cái tiếng bass nó đều dồn vô cái lo này các bạn, dồn vô đây và dồn vô đây đó, cho nên nó sẽ góp phần cái tiếng bass nó sẽ lực hơn các bạn. Ví dụ như để tí mình sẽ tháo cái dòng AM7 ra mình xem thử các bạn, nếu mình đoán không lầm thì AM7 hoặc AM5 các bạn nó sẽ có hai cái củ bass ha, nhưng mà mỗi củ bass anh chỉ xài một đường thôi, nghĩa là củ bass thứ nhất nó xài đường này và cái đường này sẽ xài cho củ bass thứ hai. Nhưng mà với AM4 này là một củ bass nó xài hai đường
vào luôn, nghĩa là hai cái tiếng bass của hai kênh trái phải nó dồn vào vào một cái củ bass luôn bạn. Đó đó là cái điểm hay của cái dòng sub này đó. Thì mình quay thêm bạn ha, thì ngoài đây thì ván thì còn rất là đẹp các bạn đó. Rồi đây là cái phần mà nó miếng xốp ha, khi mà chúng ta vặn cái nắp nhựa này vào thì sẽ cố định nó chắc ha, và nó không có bị phè 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 cái tiếng nha bạn đó. Rồi ok, thì phía dưới nó có sẽ có một cái số seri đây nè đó, thì bên trong nó còn rất là mới các bạn ha, lỗ thông hơi ra ngoài đó, thông hơi khi mà thông hơi đánh ở đây đánh xuống đây các bạn ha, thì hơi nó sẽ bị tán 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 vào những cái chỗ này á, thì nó sẽ không có bị tạo tạp âm và làm cho cái âm bass nó bị gầm gừ các bạn đó. Hay cho bạn xem ha, đó thì bên trong của nó là một cái xương của cái dòng này á, là cái xương nó dạng, nó có dạng tròn, cái lỗ nó tròn 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 à. Cái này sắt là sắt 7 màu các bạn ha, kim loại 7 màu rồi đó, nhưng mà ở đây nó có những cái phần như là nó cái loại bass là nó cứ tròn 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 bạn, rất là đẹp ha, khung bằng kim loại ha, 7 màu đó. Thì hơi khó nhìn xíu do nó nằm tít trong kia mình không thể nào bỏ ra được bạn đó, tại cái ốc vít nó bắt mặt trước ha, mặt trước mà để khui được mặt trước là chúng ta phải khui đục ra cho cái keo của nó bạn ha, phía trước cái dán keo, phía sau xài ốc vít ngồi phía trước dán keo. Nếu cái con nào mà các bạn mua bạn để ý phía trước mà nó bị hở này nọ, nó không đẹp các bạn, là do phía trước nó bị tháo rồi đó đó bạn, phía trước dán keo nha chứ không xài ốc vít. Rồi ok bạn, nói chung là rất là đẹp bạn ha. Thì con này mình bán với giá là 2,5 triệu các bạn ha, 2,5 triệu đồng ha. Thì tùy các bạn thôi ha, ví dụ như nếu chúng ta cần không gian lớn mà số tiền chúng ta có hạn thì chúng ta có thể mua một số cái lô sức của China ha, nhưng mà để chơi chất lượng ha, ví dụ trong phòng mà diện tích vừa phải chơi chất lượng thì Bose thì nó vẫn có cái giá trị riêng của nó nha các bạn. Rồi ok các bạn, hẹn các bạn ở video clip lần sau. Các bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích nhấn cái kênh ủng hộ mình nha, như đã xem nhiều video clip khác các bạn Zalo của mình để tiện trao đổi. Zalo mình số điện thoại mình ghi đó các bạn đó. Thì clip tiếp theo mình sẽ khui về AM7 vân vân, các bạn mấy cái dòng sub khác mình sẽ khui ra để chia sẻ với các bạn luôn. Rồi mình kết thúc video tại đây.